Nga chính thức bắt tay thiết kế tàu khu trục hạt nhân. Quý vị và các bạn thân mến, vòng thiết kế phía Bắc đã bắt đầu thiết kế kỹ thuật cho tàu khu trục nguyên tử thuộc dự án 23560 Leader. Tàu khu trục nguyên tử dự án 23560 Leader có trọng tải khoảng 17.500 tấn. Con tàu sẽ được trang bị lò phản ứng hạt nhân, động cơ hạt nhân RITM-200 và có thể đạt tốc độ lên đến 30 hải lý. Tàu có thể hoạt động độc lập và lâu dài trừ khi hết nguồn dự trữ lương thực thực phẩm. Theo dự kiến, tàu sẽ được bắt đầu đóng vào năm 2018. Investia cho biết rằng tàu khu trục nguyên tử này có thể được trang bị các loại vũ khí hiện đại. Tên lửa hành trình Calip biến thể của hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus dành cho tàu chiến, tổ hợp tên lửa cho máy bay Bulliment Redout, pháo A-192 cận nòng 130mm. Ngoài ra, tàu khu trục sẽ nhận được 200 tên lửa có công dụng khác nhau, trong đó có Calib NK và Onyx. Chúng cần được trang bị các loại vũ khí có khả năng tiêu diệt mục tiêu từ không gian vũ trụ. Tàu khu trục này sẽ được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, giúp nó có thể phát hiện và tiêu diệt mọi kẻ thù. Theo chuyên gia trong lĩnh vực vũ khí hải quân Alexander Markovoy, kết quả của bản thảo thiết kế này sẽ khác ý tưởng ban đầu và có khả năng trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật. Nó sẽ tiếp tục thay đổi cả trong cấu tạo của con tàu cũng như các tính năng kỹ thuật của nó. Trong bản thiết kế, người ta dự định trang bị cho tàu hệ thống thủy âm hồng, các loại vũ khí mìn và ngư lôi, hai máy bay trực thăng đa năng. Tàu khu trục mới có khả năng đảm bảo an toàn cho Nga trên toàn bộ bờ biển, với các tàu này hạm đội Nga sẽ có khả năng hiện diện trong bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Tàu khu trục leader sẽ là một công cụ hiệu quả triển khai sức mạnh, có khả năng thay thế tàu sân bay. Cựu đô đốc hải quân Igor Kasatonov cho rằng sự xuất hiện của tàu mới này sẽ đóng vai trò quan trọng đối với những lợi ích địa chính trị của Nga. Về vũ khí leader được so sánh với tàu khu trục Alex Wood, thế hệ thứ tư của Mỹ được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis. Nó được coi là mối đe dọa nguy hiểm đối với la chắn hạt nhân của Nga. Những chiếc tàu khu trục lớp mới của Mỹ này sẽ được trang bị toàn bộ hệ thống tác chiến Aegis, phiên bản nâng cấp giúp tàu có hỏa lực cực mạnh, tốc độ xử lý cực nhanh trong tác chiến phòng không cũng như nâng cao khả năng đối kháng điện tử. Để đối ngầm, tàu tích hợp sẵn một hệ thống thiết bị định vị thủy âm Sonat SQQ-89 một trong những điểm yếu của tàu là khả năng giao chiến với các tàu địch. Các tàu này không thực sự hiệu quả về đối hàm. Tàu mới của Nga sẽ khai thác triệt đề điểm yếu này. Hiện tại, Hải quân Mỹ đã đưa vào biên chế 62 chiếc tàu khu trục lớp Alex Bush từ DDJ-51 đến DDJ-112. Đây là lớp tàu khu trục hiện đại nhất trong biên chế của Hải quân Mỹ. Những chiếc tàu lớp Elite mới này được thiết kế dựa trên phiên bản mới nhất Fly 3 sẽ có khả năng lớn hơn trong vai trò phòng thủ tên lửa đạn đạo. Chuyên gia quân sự Vasily Kassin của Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga về chế tạo các tàu chiến mới là định hướng trong sự phát triển không chỉ của các lực lượng vũ trang mà còn trong chính sách đối ngoại. Nga đã bắt đầu tích cực thực thi chính sách toàn cầu và có hạm đội tàu mặt nước là một bộ phận quan trọng của chính sách này.